Xin chào và rất vui được gặp lại các bác trên kênh youtube của đồng hồ Quang Lâm Ngày hôm nay thì bên em sẽ tiếp tục truyền tay với các bác một vài mẫu đồng hồ đã qua sử dụng Và ở trong quá trình theo dõi thì nếu như yêu thích chiếc nào Chúng ta có thể truy cập trực tiếp ngay vào website đồng hồ quang lâm.com để đặt hàng Ngoài ra thì còn có thể liên hệ đến bên em theo các đầu số như là 0834 69 6699 Hoặc là số hotline 0915 559 883 Hoặc số mới bổ sung ở dưới này 091 846 9999 và các đầu số này có dùng cả Zalo để chúng ta có thể gửi hình ảnh và thông tin qua còn nếu như ở gần thì các bác có thể qua trực tiếp tại số 23 Nguyễn Công Hoan Ngọc Khánh Ba Đình Hà Nội để thử trên tay những mẫu đồng hồ này đầu tiên của ngày hôm nay thì em sẽ trên tay với các bác một chiếc của Oren đây nó là một chiếc Oren Oren dòng 3 sao nhé có đầy đủ hộp sổ thẻ và các cái giấy tờ bảo hành đi kèm cho chiếc này. Đây là một chiếc đồng hồ cơ tự động có khung vỏ được mạ PVD màu vàng và sử dụng cái mặt tay màu đen. Hàng là hàng mới chưa qua sử dụng. Con này thì nó sẽ có cái đường kính xe mặt là khoảng 39,5 và dày là 11,1 lắc tu lắc ở đây em đo được nó khoảng tầm 44 là dành cho anh em tay vừa và tay nhỏ nhỏ khoảng 15 đến 17 là đeo rất đẹp dòng này thì nó sẽ thiết kế với ba kim hai lịch Đó, giống cái dòng sức của năm của seco ba kim hai lịch thế này nó có biểu tượng ba ngôi sao và có dạ quang ở trên cái thân kim và các cái chấm nhỏ cọc số thì đều có để cho chúng ta dùng mặt đen kim cọc mạ PVD màu vàng bên hông thì núm chỉnh giờ không có logo nhé còn ở đằng sau thì sẽ có các cái thông số chiếc này máy F490 Movement Japan thì bản này nó sản xuất lắp ráp kiểm định tại nhà máy đặt tại nước thứ ba có thể là nhà máy ở Trung Quốc hoặc là Thái Lan Đó, thân tem không dỉ và water resistant súng nước cơ bản đi mưa rửa tay tắm vòi hoa sen nhẹ nhàng hạn chế bơi lội đi lặn toàn bộ khung cỏ của chiếc này được mạ PVD màu vàng và dây nó là dây thép lá khóa có logo của Orin em sẽ lên thử ở trên tay 17 con này thì các bác có thể check cái mã của nó đây R a AB0E11B19B em sẽ lên thử trên tay 17 hàng mới chưa qua sử dụng nhé mặt đen kim cọc mạ vàng size 39,5 Các bạn nào mà thích những chiếc cơ tự động như chiếc này Thì có thể liên hệ đến Đông Hồ Quang Lâm à, Chiếc này thì dùng bộ máy F490 Thì nó không có hỗ trợ cót tay Và cũng không có dừng kim dây khi rút núm chỉnh giờ Trước khi đeo thì các bạn sẽ lắc mồi khoảng 2 đến 3 phút Để nó hoạt động ổn định Và đeo lên tay là củ văng nó sẽ tự động văng đầy Giá của nó là 3 triệu 150 000 Trên này mã là 3085 3 triệu 150 ,000.